Hello Mỹ Duy, hôm nay mình đi một vòng sơ lược chợ Sprout Mỹ Duy nhé. Và bên trong tùy theo chợ mà phía tay trái, phía tay phải là có những section tương ứng. Đầu tiên là những đồ mỹ phẩm, và đa phần mỹ phẩm ở đây là làm từ thiên nhiên. Đó, và kể đến là mình có một cái hàng mà mình rất thích là đây, là các loại dầu ăn để trong ngăn lạnh Mỹ Duy nha, phải là ngăn lạnh. Và đây là kể đến là các loại thực phẩm chức năng. Đó, các loại thực phẩm chức năng Mỹ Duy từ từ, Mỹ Duy thông thả, Mỹ Duy từ tìm đến món đồ mà mình thích, nó sẽ có ở đây. Đó, và cái đến là cái hàng mình hay thích là các hàng về các loài hạt. Đa phần các loài hạt mình mua là organic, cho nên mình thường mua với số lượng rất ít để mình ăn hết. Mình mua chứ mình để lâu một cái nó sẽ bị lên mùi và lên mọt vì nó không có chất bảo quản mấy gì nè. Cho nên mấy gì không cần phải mua nhiều, mua đủ thôi. Đây, các loài hạt. Đó, các loài hạt mình mua về mình làm sữa đó mấy gì. Và hàng trái cây ở đây, tất cả các loài trái cây đều sắp xếp rất là ngăn nắp sạch sẽ, và có một loài trái cây mình thích, đó là loài táo sugar bee. Đó, mấy gì thấy không, sugar bee mấy gì mua về ăn thử nhé. Rau trái củ quả ở đây người ta sắp xếp rất gọn gàng, và đây là hàng spicy, các loài gia vị nêm nếm. Mấy gì cứ đi từ từ thong thả. Và đây là hàng trứng, có một loài trứng mình hay rất thích mua ở đây và ăn rất là ngon, mấy gì hơi mắc. Và sau cùng là hàng về cá, thì đủ các loài tùy theo mình. Và loài thịt mình hay mua ở đây là grass fed beef, mình mua cho con cũng ăn ở đây. Và cuối cùng là hàng rượu. Vậy mấy gì nha, một vòng sơ sơ, lần sau mình sẽ hàng mấy gì.